vị thân mến, trong lịch sử phát triển âm nhạc cổ điển, Hector Berlioz sinh năm 1803, mất năm 1869, được coi là nhân vật độc nhất vô nhị, một thiên tài có tầm nhìn xa đến mức lúc sinh thời rất ít người thực sự hiểu ông. Nhiều người đời sau vẫn còn sai lạc trong việc đánh giá ông và cũng không có nhà soạn nhạc nào gây nhiều tranh cãi như ông. Âm nhạc của Hector Berlioz luôn có xu hướng tạo ra những cảm xúc mãnh liệt bởi ông là một nhà soạn nhạc tinh túy của chủ nghĩa lãng mạn. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định tài sản quý báu mà ông để lại, ngoài những tác phẩm âm nhạc bất hủ, còn có cuốn Hồi ký của Hector Berlioz, một tác phẩm mang giá trị văn học lớn, một án văn chương thật sự xứng đáng được đặt cạnh các kiệt tác âm nhạc đồ sộ của ông. Và trong chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lê Thùy Dương, chủ nhiệm dự án Sách Nhà Mình về cuốn sách này để cùng cảm nhận về một tác phẩm văn chương được viết dưới ánh sáng của âm nhạc. Cuốn sách mới gần đây ra mắt Hồi ký của Hector Berlioz là một cuốn mà tôi cực kỳ là mong đợi. Nó là một cái cuốn sách cung cấp được cho chúng ta những câu chuyện, những cái kiến thức rất là cơ bản về cái không khí âm nhạc của châu Âu một cái thời hưng thịnh nhất thế kỷ thứ 19, gồm có rất nhiều những nhà soạn nhạc hiện thời đang hoạt động, ví dụ như Liszt, Chopin, Schubert, Schumann đó, và thậm chí là các nhà văn khác. Các bạn có thể là quen thuộc với cả những nhà văn như Balzac, đúng không ạ, với Tấn Trò Đời. Thế thì ở trong cái Hồi ký Berlioz này thì Balzac cũng xuất hiện, và Balzac là một người bạn của Berlioz. Thế tuy nhiên là Berlioz thì các bạn biết đó, ông ấy là một nhà soạn nhạc, ông ấy là một nhạc trưởng, nhưng mà đồng thời ông cũng là một nhà phê bình âm nhạc và thậm chí là cả văn học nghệ thuật nữa. Thế thì cái ngòi bút mà phê bình của ông ấy rất là sắc sảo. Thế chính bởi vậy mà qua cái cuốn Hồi ký Berlioz này, ông ấy không tập trung mô tả về con người của ông ấy đâu, về những cái câu chuyện riêng tư đâu, mà qua đó thì chúng ta thấy được không khí của một cái thời văn học nghệ thuật, nhưng mà tôi vẫn nhấn mạnh đấy, tức là một cái thời kỳ hoạt động rất là sôi nổi của châu Âu hồi đó, và gặp được những cái con người mà chúng ta vẫn thường biết đến những cái tác phẩm của họ. Nhưng mà thông qua cái cuốn Hồi ký này thì chúng ta còn biết đến những cái quan hệ, những cái cuộc sống đời thường, quan hệ bạn bè, rồi quan hệ đồng nghiệp của họ nữa. Mặc dù là rất là dày và không hiếm những cái kiến thức về chuyên môn, nhưng mà đọc rất là cuốn. Và đúng như là lời của người biên tập cuốn sách này là thầy Nguyễn Ngọc Chi có viết ở trong cuốn sách này là như thế này: Hector Berlioz, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và nhà phê bình âm nhạc xuất sắc của Pháp, sinh ra ở La Coste năm 1803 và mất ở Paris năm 1869. Thế thì ngoài những cái tác phẩm âm nhạc kiệt xuất của ông thì ông còn để lại một áng văn chương đích thực, và áng văn chương đấy nó đẹp, lóng lánh và xứng đáng được đặt cạnh các cái kiệt tác âm nhạc đồ sộ của ông, và đó chính là cái cuốn này. Trước đây mình cũng có đọc một cái cuốn sách liên quan đến cái thời kỳ này của châu Âu, tức là một cái thời kỳ mà văn học, nghệ thuật, xã hội được tôn vinh, tức là rất là ổn định và nó phát triển rực rỡ. Thì mình cảm nhận được cái cuộc sống nghệ thuật hối hả của châu Âu hồi đấy. Thì khi soi chiếu vào cái cuốn Hồi ký Berlioz này này, thì mình nhận thấy cái không khí đấy. Thì như vậy là rõ ràng mình thấy là cái cuốn này nó có cái tính lịch sử và cái giá trị khách quan, chứ nó không hề thấy cái tính cá nhân hay là nó quá bay bổng, nó tưởng tượng. Cuốn sách này thì nó sẽ phù hợp cho mọi đối tượng, tùy từng cách tiếp cận của mình là như thế nào. Còn nếu mà để đọc hết cái cuốn này thì tôi nghĩ là người trưởng thành trở nên thì nó sẽ hợp hơn, có thời gian nghiền ngẫm, với cả bạn cũng phải có một chút ít cái kiến thức lịch sử rồi. Bản thân tôi thì tôi có những cái đứa con bây giờ mới đang học cấp 1 và đầu cấp 2, thì đôi khi là tôi những cái trích đoạn về miêu tả, về tả cảnh ở trong cái tác phẩm này, bản dịch này, nhiều khi là tôi đọc to lên cho các bạn nghe, hoặc là tôi cũng thỉnh thoảng cũng bảo là nhờ các bạn đọc, vì nó rất là đẹp, nó rất là trau chuốt. Thực ra trong cái văn học dịch cũng như là các tác phẩm dịch hiện nay của Việt Nam ấy, để có được một cái bản dịch trau chuốt ấy, nó rất là khó. Những cái cuốn sách như thế này và cái vai trò của nhóm dịch giả, các bạn biết là họ rất là nỗ lực đó, cho nên là cầm trên tay cuốn sách này các bạn thấy sẽ trân trọng hơn bao giờ hết cái công sức làm việc của cả một tập thể. Ngoài những cái việc mà mình có những cái rung động khi mà đọc những cái áng văn hay, hoặc là mở mang thêm cho mình những kiến thức về lịch sử, về âm nhạc,